Cả điểm cộng là hai mấy hả Cường? 19,75. Cả cộng đấy hả? Đâu? Đây đã cộng đâu? Đây là điểm mấy mà? Cộng 0,25 nữa. Cộng không phải, tôi tưởng cộng 0,5 khu vực. Cộng 0,5 nữa. Thì là 20,5. Thế là đủ điểm vào trường hay là vào điểm chất lượng cao? Vào trường thôi, chỉ còn 18 điểm thôi cả điểm vào trường. Tưởng như đây, hai lý do quan trọng. Một cái thì mẹ đuổi bị đuổi học, còn một cái thì một cái vào trường và một cái đuổi học. Của trường mình thì đây là không phải là bộ giáo dục đào tạo, của trường mình là bộ công. Hiệp Hiệp đã đọc sách gì nhỉ? Dưới nắng trời châu Âu. À, xù. Đây quyển Jindo hồi xưa. Đúng là tập 1 và tập 2 rồi. Hơi đắt đấy, 18.000 một cuốn đấy. Ngày xưa mua có 5.000. Quá đắt. Motoki. Rồi các bạn, đây là ảnh của lớp mình hồi từ hồi lớp 10. Mình giữ được. Không có ảnh Hiệp Xịp đây nhá. Thiếu rất nhiều nhá. Cường nhớ tên bạn này tên là gì không? Chắc kỳ Cường đã nhớ. Bạn này tên là gì? Cường tên là gì? Cường có nhớ không? Không. Bạn này là bạn Dung. Yeah. Bạn này là bạn nào? Nhàn. Chính tỏ Cường vẫn nhớ nhỉ. Đây bạn, đây bạn Hạnh này. Đúng rồi, bạn Hạnh này. Kiều Thanh Duy này, bây giờ trong chỗ này cho ai thượng nhớ tên. Bắt đầu là bạn Nhàn này, Phạm Thị Nhàn này. Nào quay vào đây. Giới chỉ tên được bạn Phạm Thị Nhàn này. Bạn Thoa này. Bạn Nguyễn Văn Hiệu này, chắc Hiệu Bựa này. Anh Hảo, con nhà bác Hảo này. Đây là bạn Huyền Trưởng này. Bạn Hóa Mâu này. Bạn Phạm Thanh Tùng này. Huân Xui này. Bùi Kim Cường này, không phải cũng nhớ nó mặt chó này. Vẫn còn giữ cái cả ấy nhá. Tớ vẫn còn giữ ảnh ấy mà, vẫn còn cả thẻ ở nhà mà. Ảnh nữa. Đây, hồi lớp 7 đây, lớp 8 đây. Bạn Phương con nhà bác Thi này. Tiếp đây đây. Kiều Thanh Duy này, Hạnh này, Long Xuân này. Hạnh đâu? Hạnh đây. Trông giống em uyên vãi. Tại Lộm này, thằng con nhà bác Hán Miến này. Sơn Giáo này, trông ngố vãi luôn này. Sơn Thơi này, Nhung Xính này, từ ngày cấp 3 là không gặp nhau nữa này. Tú Bựa này. Rồi thì Bình Bền này, Thịnh Thúy, Phạm Phương Trang. Đây là Trang 8, Trang To. Ông Hòe này, Nhung Béo này, Thiều Thu Thảo này, Ngọc Mai Hà này, Uyên con nhà bác Tuất này, con chó này, Triều này, Phương Thi này, còn đây là Hiệp Xịp. Không ảnh Hiệp Xịp đây nhỉ? Không ảnh Hiệp Xịp ở đây. Ôi chào. Mặt tối vậy. Chị chơi Facebook lớp. À? Chị chơi Facebook lớp. Được chưa? Quay mà. Vãi! Ôi giời cười chứ. Khốn. Mình đang tạo dáng đi. Kỷ niệm bạn Hiệp đến phòng chơi lần thứ hai. Hai bạn mình và Cường. Hai bạn đi chơi với nhau ngày hôm nay. Chơi gì ạ? Chúng mình đi ăn với nhau và đi đấy là bún gì nhỉ? Bún thang hay là bún sườn? Bún sườn thịt. Đúng rồi. Cộng với cà phê năng. Đúng rồi. Kết quả là mình vào nhà vệ sinh hai lần từ nãy giờ. Tí phải mua margarine uống. Có lẽ bụng dạo này kéo. Rồi, cảm ơn bạn. Lâu lắm mới gặp được nhau vậy nhỉ? Giới thiệu mọi người, đây là phòng của mình. Ở gần hơn năm rồi nhưng mà bây giờ mình giới thiệu. Hơi bé tí. Mới chỉ có hai bạn là bạn Hiệp đến đầu tiên, xong đến bạn Tú Anh. Tú Anh đến rồi, Tân đến rồi, thế thôi. À hôm nay về đi thu bài này đây, Cơn Mưa Tình Yêu đây. Thu bài nào? Thu bài Cơn Mưa Tình Yêu, hẹn chắc là tối nay tôi đi thu. Đâu hát thử xong rồi cho các bạn ở lớp nghe nào. Hát thử những gì có beat. Hát không bằng beat. Hát theo ca sĩ vậy. Ừ. Tối nay mình sẽ thu, sau đấy thì mình sẽ gửi cho Cường. Ừ. Sau đấy Cường sẽ làm DJ ở bên nhạc, sẽ tung lên. Ừ. Cho bạn nghe. Hát bé bé là tại bên chiều của công ty. Ôi. Ừ.
Đến giờ mai người kia mà sang cửa hàng HTT thì gọi tớ nhá. Ừ, các bạn lúc biết đấy nhá. Đầu hơi ngố. Đỡ vào trái đầu. Đã hát được. Mặt hồ lá xa xa, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Đây là đoạn của con gái. Thôi thôi nha, không quẹo nha. Thôi không quẹo nữa đi. Chào các bạn nha.